Chị xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chị sẽ đọc cho chúng mình nghe bài thơ Đàn gà mới nở của tác giả Phạm Hổ. Chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe nhé. Bài thơ Đàn gà mới nở. Lồng vàng mát dịu, mắt đẹp sáng ngời. Ơi chú gà ơi, ta yêu chú lắm. Mẹ giang đôi cánh, con biến vào trong. Mẹ ngẩng đầu trông, bọn diều bọn quạ. Bây giờ thong thả, mẹ đi lên đầu. Đàn con bé tí, líu díu chạy sau. Con mẹ đẹp sao, những hòn tơ nhỏ chạy như lăn tròn trên sân trên cỏ. Vườn trưa gió mát, bướm bay dập dần quanh đôi chân mẹ, một rừng chân con. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại bài thơ một lần nữa nhé. Bài thơ Đàn gà mới nở. Lồng vàng mát dịu, mắt đẹp sáng ngời. Ơi chú gà ơi, ta yêu chú lắm. Mẹ giang đôi cánh, con biến vào trong. Mẹ ngẩng đầu trông, bọn diều bọn quạ. Bây giờ thong thả, mẹ đi lên đầu. Đàn con bé tí, líu díu chạy sau. Con mẹ đẹp sao, những hòn tơ nhỏ chạy như lăn tròn trên sân trên cỏ. Vườn trưa gió mát, bướm bay dập dần quanh đôi chân mẹ, một rừng chân con. Bài thơ đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bé đã xem hết video của chị nhé. Các bé nhớ ấn like video và ấn theo dõi kênh để ủng hộ chị nhé. Chào tạm biệt tất cả các bé.